Bạn nào có nhu cầu mua game quân hay Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Kaligaming.vn. Đây là shop hàng hợp pháp chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mua ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello anh em. Nay là khoảng 12 giờ đêm rồi. Mình chả biết làm gì, mình vào đọc comment kiểu dạng đọc comment vlog á. Em nhiều anh em có bảo là mình làm video chơi game với em gái mình đi. Đây. Bây giờ là mình vừa mới bạn dạ. Tủ máy nó mới ra chơi cùng. Ok. Đó. Bây giờ là mình với em gái mình sẽ vào chơi tự chiến nha anh em. Chả biết nói gì đâu. Chả biết đấu hài đâu nhỉ. Ok, bây giờ cho nó phát biểu và vài lời đi nhỉ. Chào các bạn. Mẹ hello các bạn thôi. Chào các bạn. Cái cuốn khỏe vậy. Nha. Yeah. Đấu hài với nồi nha ạ. Bảo nó phát biểu vài lời, nó bảo xin chào các bạn cho mình. Đó. Ok. Mình sẽ để cam nhỏ xuống mà vào ghép ngẫu nhiên tự chiến luôn nha mọi người. Nó không mic được kiểu dạng ở gần nhau, mic lên nó kiểu dạng sẽ bị vọng âm mọi người ạ. Nên nó sẽ bị vọng âm nên không thể mic được nha mọi người. Ok. Xem nó có gắt không nhỉ? Uầy, tạm tạm đấy, chơi đêm thế này cũng kiểu dạng hơi gắt gắt đấy em ạ. Chơi đêm như này kiểu dạng hơi gắt gắt đấy. Thương nhung tá kia. Em nó nốc cấm nó ngay nhỉ. Vừa thôi. Nghe tóc mình bù xù rồi anh em, kiểu dạng ngáo game á. Ngáo game. Dạng tiền ngáo game thành kiện game rồi. Tóc bù xù quá kiểu anh em ạ. Úi dồi ôi. Chưa gì chết em. First blood. Này thì nó đấm luôn kìa. Cờ ra nó đấm luôn. Ui. Yeah. Đấm á. Nhảy ghê đấy. Mày nha. Cứu đi. Cứu. Hay đó. Em mình thằng anh tạ hơn con em anh ạ. Để cam nhỏ xuống nha anh em. Nó để cam nhỏ xuống nha. Bây giờ mình sẽ để cam nhỏ xuống kiểu này. Đó. Thế này cho dễ nhìn nha. Thế này cho dễ nhìn. Này có to quá không nhỉ? Thế mình để cam có to quá không nhỉ? Quý nó móc sang trái kìa, bốn thằng luôn. Bốn thằng kia tóc dài á. À, go. Nó nói không nghe thấy gì đâu nha. Nó nói thì không nghe thấy gì đâu. Kiểu mic của mình à. Cách âm á. Em nói nghe thấy được gì. Phải dí sát mic vào mồm thì nó mới nói được nha. Ê, mình cho nó nói một câu nữa nha. Xem nó nói gì à. Rất gà. Mình rất gà. Rất gà. Em để cam to lên như này à? Cam to hay cam nhỏ nhỉ nhá? Để cam vừa vừa đi. Ok. Trên tấu này thì sự sự gì móc lên tận đây rồi. Thằng nhà xe kìa, có một thằng nhà xe nhá, ta móc nó đi. Ok. Yeah.
Vẫn thằng đâu nhỉ? À đúng rồi, từ từ. Mình để cái mic này cho em gái mình nói nha em. Đó, để cho nó nói tí lén lượt mình nói nha. Kiểu thì nó khó chịu kì luôn á. Kiểu... À từ 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 từ. Nè á, ui ui. Cái gì vậy? Thần ghê thế. Đang cho nó mượn. Đang kìa. Này thì chết đi con dại. Trả bó thứ. Ui. Mẹ em sò luôn. À nó cười à, nó cười à. À cho nó mic đi. Mà nhá, bây giờ đến lượt nó nói anh em. Nó chả biết nói gì, nó nhạt toẹt như mình em ạ. Nó không biết nói gì em, thôi để mình nói đi. Mình cũng chả biết nói gì, kiểu dạ hai anh em mà không biết nói gì chơi với nhau ấy, kiểu dạ hai thanh niên nhạt tẹt chơi với nhau anh em ấy, anh em hiểu tại sao ở đấy. Mình trước giờ mình cũng không nói nhiều đâu anh em, mình nói rất ít luôn. Giờ mình lên nóc sở anh em biết mình thế nào không? Lúc mình mới lên nóc sở là mình bảo là hello xin chào anh em, mình lại lên nóc sở. Đầu cửa điện của mình là vậy anh em. Rồi bây giờ hai anh em đã chơi rồi nhau. Quý cắm mặt vào mà chơi thôi. À quý mẹ nhìn mặc đồ bot mà kéo tâm ghê thế nhở. Quý đổi ghê đấy, quý đổi nhấp đấy. Ê, anh em thấy không, nó nhấp nhả kìa. Giờ laser kìa. Hay kìa. Thế chưa? Win rồi, trận nữa thôi nhá. Trận nữa thôi. Từ từ. Trận này là trận cuối nên mình sẽ mua giáp 3 đi. Ok. Ui giời, nấm kìa. Nghe nấm kìa em. Anh này kia có mic không? Mở mic lên nói chuyện với họ thử xem nào. Mở mic lên nói thử đi. Chào bạn thử đi. Mở rồi đi, các bạn thử đi. Rồi tắt đi. Mic ồn thật sự nha. À kiểu là không có tai nghe nên nó ồn á. Chết luôn. Chết luôn. Trước mặt, cố lên. Này Toàn. Toàn ở đấy, trận này chơi cẩn thận mới được nhá. Trận này chơi thật. Nghe, trận này tôi chơi thật này, tôi không đi lẻ nữa. Trận này tôi chơi thật nhá.
Đi, đi cùng tao, nhanh lên ra đường này, ra đường này. Đi đấy làm gì? Có súng xa không? À, súng xa thì ở đấy cover đi. Nó công lên rồi kìa. Nó công lên, ui. Nghe nó móc tận đây luôn. Từ từ. Này thì móc này chết đi con dài. Có thể giả bó đấy. Từ 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 từ. Này giả bó đây em ạ. Xong lên. Ui. Gì? Top 1. Nè còn ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Thế đi con này. Gì? Ra rồi. Em mình ngu vậy. Rồi. Không là toang luôn rồi em ạ. Không là toang luôn rồi. Còn hai nào. Ui. Nha. Nha. Này gì? Mẹ. Một. Trời ơi, tớ một. Được. Yeah, bao nhiêu ạ? Nó chói thế nhỉ? Nó chói chói kiểu gì nhỉ? Ok. Tớ một rồi nhỉ? Ok, bây giờ bài luôn, chưa gì bài luôn nhỉ? Chưa gì bài luôn. Cho nó phát biểu cảm nghĩ khi chơi mình được top 1 phát. Đó. Cảm thấy mình ta pro. Vài xịt. À, còn nó rất là gà. Các bạn mình gà em, nhưng mình đánh từ nãy giờ. Thôi, các video của mình đến đây là kết thúc. Anh em hai chia sẻ giúp mình ạ. Bùng.